nói chị Bập là làm quay về một cái mini chính hãng Nhật. Thì hôm nay chị Mập rảnh, chị Mập sẽ quay cho các bạn xem. Thì nói chung là cái mini chính hãng Nhật ấy thì bên chị Mập bán rất là nhiều rồi, bán rất rất là nhiều combo rồi. Thì chị Mập cho các bạn xem cái combo mà 30 bé thì nó như thế này. Thì chị Mập cũng nói ở trong đây khi mà chúng ta mua một combo như thế này á thì có giá là 260 cho 30 bé. Thì trong đây khi mà chị Mập nhập về thì không hoàn toàn nó là 100%, nó là hàng ok. Các bạn hiểu ý chị Mập không? Có nghĩa là cái mini này á, nó sẽ có nhiều cái mini này á, khi mà chị Mập nhập về thì chị Mập không có kiểm đâu. Nhưng mà thường là chúng ta biết không, khi mà chúng ta mua mini á thì nó cũng sẽ có những cái lỗi, ví dụ như đây đây đây, nó là cái lỗi mà chóc cái da này chẳng hạn này, hoặc là nó sẽ bị như là chóc sơn, hoặc là bị móp, hoặc là bị gì, bị nứt khuôn đó, nứt ở cái viền. Thì khi trong cái combo của nó là sẽ có cái này. Ô hôm nay chị Mập mới nhìn thấy nó có một cái em bắn này này, em bắn này lạ này, cái lô này mới về nó có em bắn này lạ này đó, dễ thương chưa, rất là mềm luôn đó, các bạn nhìn thấy không, rất là mềm. Có em bắn sáu dâu là tí nị à, chút xíu à. Rồi thì chị Mập sẽ, khi mà chị Mập có chia ra combo 5 bé và 10 bé rồi, thì các bạn xem cái đường link ở trên Facebook á, đường link ở trên Shopee á, thì các bạn sẽ thấy. Thì khi mà chị Mập bỏ ra ở trong đây á thì là sẽ có cái, chị Mập thấy nó có ở trong túi BB này, có cái thì là không nè, có cái không, nhưng mà khi mà chị Mập phối ra như thế này, sẽ phối combo ra, chị Mập sẽ lấy 10 bé ở trong cái bịch này ra và sẽ phối combo như thế này, thì chị Mập sẽ đóng gói này nhá, sẽ đóng gói bằng cái bịch BB này nhá. Thì ngẫu nhiên ở trong đây, mà ngẫu nhiên như thế này ha, đó, ngẫu nhiên thế này và kèm móc khóa cho chúng ta luôn. Thì 10 bé có giá là 100.000, 5 bé thì là 50.000 nhá. Nếu mà chúng ta sưu tầm nhiều thì chúng ta sẽ mua một bịch luôn, một bịch của nó là 30 bé ha. Rồi, tương tự như cái combo của hàng chính hãng thì cái mini của hàng thường cũng vậy. Thì chị Mập cũng sẽ phối cho các bạn là 10 bé ở trong đây. Thì cũng sẽ bỏ vào trong cái bịch như vậy luôn. 5 bé, 10 bé tùy các bạn. Thì ở trong đây là có cái bắn này, các bạn thấy không? Nó là chất Indo, nó mềm lắm, mềm dẻo và nó thơm mùi bắn nha các bạn nha, nó thơm mùi bắn. Đấy, ở trong đây thì nó có cũng mẫu cũng tương tự như những cái em mini kia thôi, nhưng mà nó là hàng thường, mình gọi nó là hàng thường. Hàng kia thì các bạn hay gọi nó là hàng chính hãng, nhưng mà thực tế thì nó không phải là hàng chính hãng đâu nhá. Thực tế thì nó không phải là hàng chính hãng đâu, tại vì chính hãng thì không có cái giá rẻ như vậy. Nhưng mà chúng mình phân biệt cái mini, phân biệt cái combo mini, phân biệt để khi mà mua thì chị Mập cũng biết được. Ví dụ như chúng ta mua combo mà hàng chính hãng ấy thì là chị Mập lấy cái loại đó, đó là như vậy. Còn hàng thường này các bạn nào, hàng chính hãng ấy nha các bạn, hàng chính hãng này ấy thì có một số mẫu thì nó sẽ là cứng nha các bạn nha, không phải là hoàn toàn 100% là nó sẽ mềm cho các bạn đâu, nó sẽ là cứng đấy. Và một số thì nó một số thì nó siêu mềm, một số thì nó siêu cứng. Đấy, dễ thương cho các bạn nhìn thấy không? Wow. Một em này này, em gì, em Thú Ú ha, em Thú Ú. Thì các bạn đây, chị zoom sát cho các bạn xem lý do vì sao mà chị Mập nói là hàng mini thì thường nó sẽ méo mó hoặc là sần sùi như thế này đây. Cái lớp da của nó thì chúng ta không quan ngại về cái vấn đề đó ha. Đó, các bạn nhìn thấy không? Thấy độ mềm của nó chưa? Và đây là một em unicorn, bắn unicorn, cupcake unicorn, rất là xinh luôn. Đấy, dễ thương nhỉ. Em panda. Nói chung là cái hàng này ấy đang là siêu hot, đang là làm mưa làm gió của thế giới Gucci. Tại vì là chị Thoại Mập thấy các bạn mua cái Gucci mini này rất là nhiều, mua rất là nhiều luôn. Gucci mini mà hàng chính hãng như thế này rất là nhiều, chị Mập về bao nhiêu cũng không còn luôn á. Thì đợt vừa rồi á là bên xưởng họ đã hết hàng luôn và họ xóa cái link shop luôn, có nghĩa là họ sẽ không còn bán lại cái hàng đó nữa. Nhưng mà xong rồi mấy bữa nay chị Mập hỏi lại thì họ lại có lại rồi ha, họ lại có lại rồi đó. Một em gấu cá nè, nó rất là xinh, cái gì cũng vậy,
những cái em mà nhí 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 như thế này thì đều là siêu sinh cả giống như chúng ta thôi. Những bạn còn nhỏ nhỏ thì bao giờ cũng dễ thương hơn là những mụ già già như chị Mập, đúng không? Già già rồi thì không còn dễ thương nữa, dù kể cả những cái biểu cảm khu the thì cũng không còn dễ thương như hồi bé đấy. Một em gấu cá rất là xinh nè, một em kẹo marshmallow này, xinh chưa? Đó thì đợt này là chị Mập thấy tương đối mẫu ổn, tương đối mẫu ổn, và mẫu nó cũng có dạng như là phong phú hơn là cái đợt trước. Không biết là chị Mập sắp về một đợt nữa, chắc sang tuần sau là sẽ về một đợt nữa, thì không biết là cái đợt sau thì nó sẽ như thế nào. Các bạn nhìn thấy một cái bánh này là bánh cookie hả, bánh cookie hay bánh gì đây này, ở dưới đây nó có một cái chỗ là chóc chóc cái lớp sơn này đó, và đây là một một cái gì gọi là cái gì, bánh marshmallow luôn mà nó nhỏ xíu à, xinh không? Các bạn nhìn thấy không, nó chỉ bằng cọ, nó chỉ to hơn cái ngón cái của chị Mập một chút xíu thôi, các bạn thấy chưa, dễ thương không? Cái này mà chúng ta treo ở cái cặp, hoặc có thể là cái này chúng ta có cái móc ấy, chúng ta làm bông tai chúng ta đeo vào cũng xinh luôn nhờ. Rồi các bạn thường cứ yêu cầu chị Mập là làm về cái combo như thế, thì chị Mập cũng quay cho các bạn xem về cái combo như vậy cho các bạn xem nhá. Quay như vậy cho các bạn xem. Còn đây là một cái hộp này chị Mập mới về cho khách. Thì để lát chị Mập rảnh thì chị Mập sẽ quay review cái này, rồi chị Mập đăng sau ha. Nó là những cái em của Kana Hay này nè. Đó, những cái em trong Kana Hay này này. Trời ơi, cái bánh mì này thì siêu siêu chất luôn. Rồi, video của chị Mập đến đây là kết thúc rồi. À, có nhiều bạn cứ yêu cầu chị Mập là sẽ quay từng đơn hàng. Chị Mập không quay được đâu, bên chị Mập không quay được nhá. Bên hiện tại bây giờ ở shop thực lực người chỉ có một mình chị Mập thôi, không có ai cả, chỉ có một mình chị Mập làm thôi. Nhân viên đã nghỉ rồi, không còn nhân viên tại vì dịch, họ cũng không đến luôn, cũng không cho người lạ đến luôn, chỉ một mình chị Mập thôi, cho nên chị Mập sẽ không làm kịp. Bởi vậy là chị Mập sẽ không quay, tại vì là thực tế không phải là chị Mập bán mỗi cái này không, mà chị Mập còn nhiều việc khác nữa nhá, cho nên là chị Mập sẽ không quay được cho các bạn xem, các bạn thông cảm ha. Chứ không phải là chị Mập không 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 muốn quay cho các bạn đâu, cũng rất là muốn quay nhưng mà không có thời gian đâu. Chị quay được như thế này có shop nào mà quay xong rồi đăng lên luôn đâu, chỉ có chị Mập quay là đăng luôn, chị Mập không có edit gì hết trơn đấy, tại vì không có thời gian nhá. Cho nên là các bạn thông cảm. Các bạn mua thì ở trên đường link Shopee và đường link Facebook thì chị Mập có để ở dưới cái tất cả các video, thì chúng ta nên mua ở Shopee, tại vì mua ở Shopee thì nó sẽ có nhiều ưu đãi về phí vận chuyển cho chúng ta. Ví dụ như mà một tháng chúng ta mua 3 lần, một một lít là chúng ta sẽ được hưởng tới 3 lần miễn phí. Thì có số điện thoại của ba, của mẹ, của anh, của chị gì đó thì chúng ta sẽ mua đến cả lùi lần luôn ha. Nó sẽ rất là tiện lợi cho chúng ta về cái phí vận chuyển luôn á. Rồi, bye bye, tạm biệt các bạn nha.